Rồi, giá đợi chút để em check giá nhá. Con này là đắt hơn bản Wytrax 60 triệu, Wytrax là 979, còn con này là 1039. 39. Đắt hơn 60 triệu. Ở 60 triệu. 60 triệu. Và đắt hơn Raptor là bao nhiêu ta? Rẻ hơn Raptor nhá. Raptor là rẻ hơn 1299. Con này là 1039 đúng không? Vẫn rẻ hơn Raptor khoảng gần hơn 200 triệu, hơn 250 triệu cơ. Thì nó vẫn chênh rất nhiều. Nói chung là về Raptor thì nó là câu chuyện khác rồi. Hệ thống khung gầm như đợt trước anh em mình cũng có chia sẻ là Vâng. riêng cái khoản đấy không nó đã là rất rất giá trị rồi. Vâng. Bây giờ em lại điểm qua một chút về những cái thay đổi ở trên con này so với các phiên bản Wytrax trước nhỉ? Để nói là tại sao em thích con này ấy, vì như này, bởi vì em biết là có những người không phải là họ không mua được Raptor, tức là cái budget của họ có thể mua được. Tuy nhiên thì bởi vì con Raptor nó không có nhíp, nó dùng phuộc nên là không chở hàng được. Mà có rất nhiều anh em mua bán tải là họ vẫn thích cá tính, họ vẫn thích chơi nhưng mà công việc họ vẫn phải dùng để chở hàng. Đấy, thì cái con này là cái con mà phù hợp cho những người mà muốn mua Raptor, muốn cái xe khác biệt nhưng mà lại vẫn phải chở hàng. Thì thay vì mua Wytrax, mua Stormtrax. Nó đắt hơn có 60 triệu thôi, nhưng mà nếu mà kể ra những cái gì nó hơn con Wytrax ấy thì lại thấy nó khá là rẻ. Đấy, đầu tiên là nó hơn 4 cái mâm. Mâm của Wytrax là 18 inch, còn mâm của con này là 20 inch. Trời, thậm chí là em nhìn cái mâm con này em thích hơn cả cái con mâm của con Raptor. Đấy, trông nó điệu hơn rất nhiều, trông cái xe nó mềm hơn. Tức là nó vẫn thể thao, vẫn cá tính nhưng nó mềm, nó có một cái gì đấy, nó không bị thô ráp, bị kiểu off-road quá giống như con Raptor. Ở phiên bản này anh thích những cái chi tiết mà nó làm màu đỏ này, rất đẹp. Vậy viền con này rất đẹp. Mình rất thích mâm màu này luôn. Và có một cái chi tiết mà anh cũng thực sự rất quan tâm ở con này, đó chính là cái hệ thống đèn trợ sáng ở đây. Đó. Họ công bố là đèn trợ sáng. Thì anh em nôm na hiểu là nó sẽ làm thêm một cái vùng sáng ở gần gần như này này. Chứ anh em sẽ đừng kỳ vọng nó là cái đèn để nó chiếu rất sáng ở phía trước. Cái nó là đèn trợ sáng. Cái xíu này làm sao mà dạ, nó không thể thay thế được cái đèn pha này được. Nhưng mà nó sẽ là một cái, anh nghĩ là nó cũng nên trải nghiệm sau này, một cái thứ khá mới và rất đẹp. Và em thấy là cái chữ H này này ở trước này này, sơn bóng các thứ đẹp, con này rất đẹp luôn. Phải nói rằng là gu của em là đẹp. Đèn Matrix, cái này thì con Wytrax cũng có rồi. Đèn Matrix có thêm chữ này, chữ Stormtrax cũng rất đẹp luôn. Đấy thì những cái phần mà kết hợp giữa màu đen và màu đỏ ấy, tổng thể, đặc biệt là lúc nãy anh xem cái video họ quảng cáo ấy, đẹp thực sự. Và đây này, cái phần này mới là cái phần anh nghĩ là nó ra tiền. Phần đúng rồi, cái này mẹ, nếu mà anh em chơi cái này mà hàng thu lê nhá, cả cái trước cả cái sau này nhá, thì riêng hai cái này nó đã rơi vào khoảng tầm 100 củ rồi. Thậm chí có thể chưa đến, nhưng mà theo như em được biết là thậm chí là một cái thanh này mà hàng thu lê mà tính chính hãng là khoảng tầm mười mấy 20 triệu một thanh, hai thanh hai bên là bao tiền rồi, là 30 rồi đúng không? Cả cái cục đằng sau này nữa tầm 20 nữa là 50 rồi. Riêng cái giá nóc. Không biết là cái tính ứng dụng của nó đến đâu. Thì cái này em chưa biết là nó ứng dụng thực tế như nào, nhưng mà lúc nãy Paul họ có một cái mảnh minh họa đấy là mấy ông chơi súp ấy, chơi kayak ấy, chở theo cái thuyền. Thì đấy có lẽ là nếu mà là em thì em nhìn ra cái công năng đấy đầu tiên. Thì nó đơn giản như cái thang này thôi, xong mình kéo vào nó đỡ thành ba cái điểm và mình có thể chở thoải mái những cái mặt phẳng như thế được. Và cái này rất là linh hoạt, có thể mở gập lên, gập xuống, rồi cả cái thanh này mình cũng có thể điều chỉnh đúng được các cái hướng khác nhau. Mở các thứ. Và ở đây cái lấy này nó chỉ cần có một cái lấy ở đây là mình có thể tự di chuyển này. Đó, đây, ví dụ như mình muốn đỡ ba điểm đúng không? Đấy, xong mình buộc vào, chặt vào là xong rồi. Nó sẽ có cái điểm. Thì cái này rất tiện. Nhưng mà ấy, thì theo như công bố là con này chịu tải động là 80 cân, tải tĩnh là 250. Tải tĩnh 250 thì là nếu mà 250 là tính cả cái này cả cái trên này. Thì không biết là mình cái này thì như thế nào, nếu mà anh em lắp lều ở đây thì có được không? Bởi anh vì nghĩ lắp là được. Lều, cái lều mà anh em lắp lều camper, ai camper thì hình như nó rơi vào 5-70 cân rồi. Anh nghĩ là được. Cộng thêm 4 người lớn nằm ở đây nữa thì không biết là có hợp lý hay không. Đấy thì chúng ta cũng phải cân nhắc cái giá nóc này nhá. Và cái thứ hai nữa là gì? Là khi mà lắp cái giá nóc này ở đây ấy, thì liệu có lắp được nắp thùng hay không? Không, em làm sao mà chứ em có không thể lắp được nắp thùng đúng không? Lắp thùng em phải bỏ. Vẫn lắp được ra. À? Phải bỏ cái này ra chứ. Không, đúng không? Thì có tùy loại nắp thùng. Nhưng mà ở Việt Nam em nghĩ là bán tải mà không lắp nắp thùng rất là ít, đặc biệt là những bán tải mà để sử dụng để đi gia đình hay là để đi phượt ấy. Bởi vì trước đây em mua xe em cũng nghĩ là em sẽ không lắp nắp thùng. Nhưng không thể được. Không thể được bởi vì là không có chỗ để đồ. Bắt buộc vẫn phải lắp. Đấy thì đây là những cái dấu hỏi mà em đặt ra thôi, đang rất nhanh thôi, thì cái này phải nghiên cứu thêm, hoặc là những anh em trưởng độ biết thì có thể
comment ở phía bên dưới. Nhưng mà em nhìn cái cơ cấu của cái dây này nó lòi cao lên như này thì cũng có nắp thùng của nó đấy. Nhưng mà nó sẽ phức tạp. Anh nghĩ là nếu mà em cho lắp thùng thì cái này nó lại gần như không có tác dụng nữa. Không, anh lắp nắp thùng thì cái này nó vẫn là đỡ để anh chở cái đồ mình, trên. Mình phải để hẳn ra ngoài này. Thì em cũng không biết như nào. Nói chung là anh nghĩ là cái này sẽ phải lựa chọn thôi. Một là lắp thùng, tại vì lắp thùng nó đi hết đây rồi. Đúng rồi. Thì cái này gần như sẽ phải tháo ra. Cơ bản hết rồi, ở bên trong thì... Ở bên trong có ghế thôi. Idol đang quay này, không cần vào bên trong đâu. Mỗi ghế thôi. Bên trong thì có ghế chỉnh điện. Wi-Fi thì không có rồi. Wi-Fi không có. Nhờ chính xác. Thế thì bên trong khác một cái nữa là hai cái nữa. Thứ nhất là cái màn hình trước mặt người lái Odeo Full LCD. Cái đấy Wi-Fi không có. Thứ hai là cần số điện tử. Đấy, tức là hai cái đấy là giống trên Raptor. Đấy, nhưng mà bộ ghế của con này thì vẫn là bộ ghế Wi-Fi chứ chưa phải là bộ ghế của Raptor. Thì cơ bản thế thôi, 60 triệu ok đấy. Nhưng mà đấy, cái dấu hỏi mình đặt ra là liệu cái công năng thực sự của cái giá nóc này này. Đấy, chứ còn nếu mà anh em mà xác định chơi lều hoặc là phải nắp thùng ấy thì hai cái này lại thành thừa. Thế chẳng lẽ về lại tháo ra thì nó buồn cười. Cái này thì chắc là mình phải check thêm thôi. Vâng. Tại vì anh nghĩ là với cái trọng lượng mà nó tải được như thế này thì có thể có những cái phương án nếu mà nhưng mà không đủ thì có thể gia cố hoặc thế nào đấy thì anh em sử dụng anh nghĩ là sẽ làm được. Chứ không tới mức mà khó khăn vì thật ra 250 cân nó cũng không phải là quá ít đâu. Vâng. Ừ đó. Nhưng mà về cơ bản là nếu như mà bỏ qua cái phần lều trại đấy đi mà theo kiểu sử dụng theo nhu cầu như là camping, chở đồ hoặc là như em bảo là... Nếu ông chơi SUP ấy, chơi kayak ấy. Ừ đấy, hay là kiểu đi làm việc chở thùng đằng sau này thì công thái học của bọn này nó cực kỳ là tốt rồi. Vâng. Đây, mọi người có thể nhìn thấy này, có các cái lớp phần chở đồ các thứ này, rồi vị trí trèo lấy đồ các thứ của Ranger thế hệ mới này nó thực sự là rất rất ấn tượng luôn ấy. Đó. Em nghĩ là cũng dài rồi đấy. Ôi, cảm ơn anh Trọng rất nhiều hôm nay cho em lên chém cùng và cho em xin luôn cái video này up ở trên mê xe để cũng là những cái chia sẻ của mình với cả anh Trọng về hai cái xe mới của Ford và đặc biệt lại là còn cả cái service mới của cái Ford. Cái service là một trong những cái mà anh thấy là ấn tượng nhất của Ford đang định hướng trong thời gian tới. Rồi ok, thì đó là những cái chia sẻ của bọn mình trong ngày hôm nay. Các bạn thấy những cái chương trình như của Ford phát triển trong thời gian tới thế nào và hai mẫu xe này thì sao? Với cái mức giá chênh lệch đâu đó khoảng từ 60 đến 80 triệu tùy mẫu xe thì nó có hợp lý hay không? Và nếu là bạn thì các bạn sẽ lựa chọn hai mẫu xe mới của Ford hay không? Hãy chia sẻ ở dưới bình luận, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận thêm. Con này rất đáng. Ừ, đấy. Và Mạnh Linh là mê con này rồi. Em thấy con này cực kỳ hợp lý. Hơi tiếc là mua Raptor rồi. Không, không tiếc. Nhưng mà đấy, chở hàng thì vẫn phải đi nhịp.